Lời nói đầu tiên, Đức Lam Nguyên Lộc chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước được thật nhiều sức khỏe và bình an, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay em làm video chia sẻ về chủ đề Bệnh viện Thẩm mỹ X&G thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Thẩm mỹ X&G nằm trên đường An Dương Vương các bạn, ở ngoài chỗ Bùng Binh Phú Lâm, ngoài đường bến xe Hồng Tây Hồng Bàng nó vô. Đây đang vô bệnh viện Thẩm mỹ X&G các bạn. Đây là mình hướng Tân Hòa Long ra. Đây là bệnh viện Thẩm mỹ X&G các bạn. Địa chỉ số 852 đường An Dương Vương, phường 13 quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.